Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum mọi người nhá. Thì hôm nay thì hàng lại về rất là nhiều các bác nhá. Ngày mai lại về rất là nhiều nữa. Ngày mai em có mã tím này, mã 29E Nissan, rồi VDC 5, vân vân và bà la các bác nhá. Và hàng nhà em bây giờ nó mã pin thì rất là nhiều. Đây là những cái mặt hàng là mới về là em quay luôn cho các bác nhá. Rồi, thì hôm nay thì nó có một số cái mặt hàng mới về các bác nhá, một số mặt hàng mới về cho các bác này. Ở đây là RX này, Sandro RX này, Samsung 33G, Sony VDC6A, Sony VDC5, TB và các loại vỏ mạch các bác nhé, EVE, 50E. Rồi, thì hôm nay em sẽ review cho các bác luôn một ít cái pin ở đây. Và giá thành hôm nay cực kỳ tốt nha các bác nhé, cực kỳ tốt. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em ngay và luôn lập tức nhé. Rồi, thì trên màn hình các bác ở đây là em có một ít pin đây. Sẽ đi từ cái rễ trước và bền trước các bác nhá. Đấy, cái này vừa rễ vừa bền đây. Đấy, vừa rễ vừa bền đây. Thì cái này nó là Sandro RX các bác nhá, Sandro RX này, Sandro RX đỏ lòm này các bác này. Đó, thằng này thì bao bền cho các bác luôn, bao bền bao chất. Chất lừ luôn các bác ạ, bao bền bao chất luôn. Rồi, cái thằng này em sẽ bao cho các bác là nội trở, nó sẽ là ở chỗ em hiện tại nó đang lạnh các bác nhá. Hiện tại nó đang CC lạnh thì pin nó sẽ tăng nội trở. Còn khi mà nóng thì pin nó sẽ giảm nội trở xuống. Thì các bác làm pin thì nhiều bác đã biết cái điều này rồi. Đấy, chẳng hạn như đi về Bắc thì những cái đợt mà nó lạnh nhá thì nội trở nó sẽ tăng. Còn khi mà nóng thì nội trở nó sẽ hạ xuống một tí. Nếu không tin thì về các bác nếu mà thấy tăng các bác cứ khò lên là xe là biết à. Đấy, xây nóng lên là biết à. Cái thằng này em sẽ bao cho các bác nội trở sẽ là 13. Đấy, bao các bác sẽ là nội trở. Nó sẽ là nếu mà nóng như ở Sài Gòn á thì là sẽ là 12, 13. Còn ở chỗ em đây thì em cứ bao là 13, 14 đi cho chắc các bác nhá. Đấy, về các bác đo nó chuẩn. Và em bao dung lượng cho các bác là 1750 đến 1800. Đấy, bao các bác như thế là các bác thoải mái các bác nhá. Đấy, nội trở nó sẽ là 13 này các bác này. 13, 14 nhá, em sẽ bao là 13, 14 cho các bác luôn. Đấy, viên nào nó cũng thế các bác nhá. Và em đã test dung lượng rồi. Mỗi hộp test 2, 3 viên là đã thấy cái nó có đẹp hay không hay là như nào rồi. Đấy. Đó. Thì các bác thấy nhá, thì có những viên thì nó sẽ, bởi vì cái máy này thì thực chất thì nó chỉ mang tính chất là tham khảo để cho nó đều nhau thôi các bác ạ, chứ còn không chuẩn được 100%. Đó, nó chở nó sẽ 13, 14, em sẽ bao các bác 13, 14 luôn. Rồi, thằng này Sandro RX các bác nhá. Giá lẻ em sẽ bán cho các bác giá là 20.000 một xeo. Giá lẻ là 20.000 một xeo các bác nhá. Đấy, 100 xeo em sẽ để cho các bác giá là 1.850.000. Đấy, 100 xeo em sẽ bán cho các bác là 1.850.000 các bác nhá. Giá quá là tốt luôn. Xeo này thì em chưa có gọt đầu các bác nhá. Các bác lưu ý giúp em. Đấy, các bác lưu ý giúp em là em chưa gọt đầu, bởi vì em gọt đầu mà em để lâu quá thì nó sẽ bị sét đầu. Đây là thôi, đợt này em sẽ không gọt đầu nữa, lưu ý rút kinh nghiệm mấy lần trước để nó sét hết đầu các bác chê. Đấy. Rồi, thì 1.850.000 là một hộp 100 xeo các bác nhá. Đấy. Còn các bác mà mua với giá 10 xeo nhá, 10 xeo hoặc là 20 xeo, 30 xeo, 40 xeo, 50 xeo, có nghĩa là dưới 100 xeo, em sẽ để cho các bác giá là 20.000 một xeo. Đấy, Sandro RX giá bây giờ nó rất là tốt rồi. Và cái thằng này nó bền dã man luôn. Các bác có khi là máy hư chứ pin không hư, dung lượng nó thấp một tí thôi, nhưng mà các bác đóng yên tâm luôn, bảo hành thoải mái, bảo hành dài luôn. Kể cả các bác bảo hành 1 năm nó cũng chẳng hư. Đấy, các bác yên tâm một điều như thế. Rồi, tiếp theo là vẫn là cái khối huyền thoại này, thì em còn đâu được khoảng 50 khối nữa thôi là hết các bác nhá. Là hết cái khối này. Đấy. Và một số khối nó vô nó thấp nên là em sẽ để lại, em sẽ thanh lý cho các bác sau. Rồi, cái thằng này á là TB2000 các bác nhá. TB2000 nội trở 13. Đấy, nội trở sẽ là 13, mới chưa qua sạc xả. Đây, khối của nó sẽ như thế này các bác nhá. Khối của nó sẽ như thế này. Đấy, khối của nó sẽ mới như thế này. Một khối của nó sẽ là 20 xeo, còn đây là hàng em đã cắt ra rồi để cho các bác xem này. Đó. Cái kẽm này các bác, cái kẽm này là kẽm đồng nhá, nó dày bịch luôn các bác nhá. Đấy, kẽm đồng này nó dày bịch luôn, các bác yên tâm luôn. Đấy, cái hàng này thì chính hãng 100% rồi, khỏi lo, hàng tháo khối thì khỏi lo nhá. Và không có thằng nào mà nó điên nó khùng mà nó bỏ vào đây là cái pin nhái để bỏ vào một cái khối nó chất lượng như thế này nhá. Khối này hiện tại nó đang đóng là 4S5B. 4S5B các bác nhá. Đấy, nó có mạch đây nhưng mà em không có bao mạch đâu nhá. Mạch này thì cứ cho là chết đi. Đấy, em không có bao mạch bọng gì đâu, em chỉ bao pin thôi, em chỉ bao pin thôi các bác nhá. Bác nào có nhu cầu lấy alo nhá. Một khối này là 20 viên.
giá là 300.000, em bán sale nhá, 15.000 một xe, 300.000 một khối 20 xe. Đấy, các bác nào lấy alo nhá. Rồi. Tiếp theo. Các bác thông cảm nhá, em đang quay video nên sẽ không nghe, tí nữa em sẽ gọi lại. Tiếp theo, ngoài cái khối đấy ra thì nó sẽ có cái khối cá trơ này. Khối cá trơ này thì mới 100%, chưa qua sạc xả gì các bác nhá. Nhưng mà em đã kích lên cho sạc lên cho các bác rồi. Bình thường khi mà về thì nó sẽ hiển thị như này, không có gì hết cả. Một là em sẽ kích lên, em sẽ cho cắm sạc vô để cho nó hiện phần trăm. Cho các bác yên tâm nhá. Còn tất cả các pin nó sẽ hiện phần trăm nhá, từ 0% cho tới 99%. Đấy. Thì tất cả các pin nó sẽ hiện phần trăm cho các bác luôn. Thì về nó sẽ không có phần trăm như thế này các bác nhá. Đấy, nó sẽ không có gì như thế này. Thì về em sẽ làm cho nó lên như thế này cho các bác. Bởi vì nó chưa kích hoạt mà. Đấy, nó chưa kích hoạt mà. Hàng này thì các bác lưu ý nhá, nó về nó sẽ thiếu mấy con ốc ở đây này. Đấy, nó sẽ chỉ có 2-3 con ốc thôi. Bởi vì nó lô này là lô nó thanh lý nên các bác thông cảm như thế. Rồi, pin bên trong đây. Pin bên trong là pin Sony VTC 5C các bác nhá. Và một số bác là yêu cầu em tháo mạch cho như thế này. Thì em đã tháo mạch cho như này. Bác nào mà cần tháo mạch thì bảo em tháo mạch nhá. Tháo hết ra để các bác về xào chẻ, các bác về tự hàn mạch, câu kéo cái hàn mạch của các bác. Thì các bác muốn làm như thế này thì em sẽ làm như thế này. Còn các bác muốn để im thì em sẽ để im các bác nhá. Thì một quả như thế này hiện tại thì em sẽ bán cho bác là tính đầu xeo các bác nhá, tính đầu xeo thôi. Một xeo một này, khối này 5 xeo, giá là 34.000 một xeo, 170.000 các bác nhá. Giá là 170.000 một khối như thế này. Kể cả tháo vỏ hay là không tháo vỏ thì cũng như thế thôi các bác nhá. Đây, tháo vỏ thì nó sẽ trần truồng như thế kia, còn không tháo vỏ thì nó sẽ như thế này. Đa số cắt trơ như thế này. Thì cũng là 170.000 một khối. 170 các bác nhá. Giá này là quá êm đềm rồi. Đấy, giá này là quá êm đềm rồi các bác ạ. Một khối em chỉ lời được có 15.000 thôi. À, quá êm đềm rồi. Bác nào có nhu cầu lấy cái đấy alo nhá. Rồi, đây là Sony VTC 5C, dung lượng 2600, dòng xả của nó 30A, các bác yên tâm dùng luôn nhá. Thằng này kẽm nó dày lắm, nó đóng này, dày bịch luôn. Đấy, nên là em muốn để lại cái kẽm zin cho các bác. Nhiều bác không có hút chì á thì em tháo ra cho như này luôn. Đấy, tháo mạch ra như này luôn các bác. Về nhiều bác muốn tận dụng lại cái khung này làm cái trong loa, trong đài, các bác muốn nghe nhạc, nghe nhức gì đấy, nhiều bác nói thế là em sẽ gỡ ra như này. Đấy, phục vụ khách hàng nhiệt tình. Rồi, tiếp theo ở đây em có một ít cái pin này thì nó rất là xấu các bác nha, nó rất là xấu, cái vỏ nó rách hết cái vỏ rồi. Cái pin này thì là pin đây, cho các bác chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trần chuồng của em Samsung 33G này các bác này. Samsung 33G thì thằng này dòng xả thấp các bác nhá. Dung lượng nó cao nhưng dòng xả nó thấp, dòng xả của nó chỉ được 10A thôi. Thằng này thì chuyên để đóng xe điện này các bác nhá, chuyên để đóng xe điện hoặc là các bác đóng sạc dự phòng. Thì nội trở hiện tại thì em bao cho các bác là 2728. Dung lượng sẽ bao các bác là 2800 các bác nhá, 2800, vào giá nó vô cùng rẻ luôn. Thì nó xấu như thế này đúng không các bác? Nhưng mà khi các bác mua về em sẽ kèm theo co cho các bác nhá. Đấy, màng co mới luôn cho các bác nhá. Em đưa màng co mới chứ không phải là phải cắt đầu cắt đít gì đâu. Đấy, đưa màng co mới cho các bác để các bác co luôn. Và sau khi co thì các bác sẽ được một xeo nó như thế này, nó đẹp như thế này. Đấy. Xong các bác đóng vào xe điện thì quá là ok luôn các bác ạ. Và giá thành nó rất là tốt. Đó. Thì hiện tại nếu mà em co sẵn cho các bác như thế này, em tháo ra em co sẵn cho các bác như thế này thì em bán cho các bác giá là 20.000 một xeo lẻ nhá. Lẻ em sẽ bán cho bác 20.000 một xeo. Còn các bác mua 100 xeo nhá thì các bác về tự co giúp em nhá. 100 xeo các bác về tự co sẽ giá là 1.800.000 thì em sẽ gửi cho các bác như thế này và kèm theo những cái co và những cái dán đầu trắng ở đây thì có hết luôn cho các bác nhá. Thì đây là cái giá các bác phải làm nhá. 1.800.000 100 xeo các nhá, 1.800.000 100 xeo thì đầy đủ co này và dán đầu cho các bác về tự xử nhá. Các bác về tự xử giúp em. Đó. Lưu ý giúp em nhá. Đây, co nó sẽ như này. Đó. 1.800.000 100 xeo. Dung lượng em sẽ bao các bác 2.800. Đấy, 2.800 các bác nhá. Các bác nhìn cái xeo Samsung này nó chất không? Samsung 33G. Bên trong đều có đầy chữ chiếc lằng nhằng. Đó. Thì cái này hiện tại em sẽ bán cho các bác, nếu mà như thế này để em bán cho các bác thì giá nó sẽ là 2.800.000 100 xeo các bác về tự co. Còn em co
thì nó sẽ là em co em sẽ lấy thêm 1.000 một xeo nữa. Thì em co sẵn cho các bác 1.900.000 và 100 xeo. Lẻ thì em sẽ bán 20.000 một xeo các bác nhá. Các bác lưu ý giúp em nhé. Rồi tiếp theo là Sony VTZ6A, mã này thì các bác rất là mong chờ này. Mong đợi và mong chờ. C6A đợt này thì em về đây được khoảng hơn 2.000 nha các bác nhá, hơn 2.000 thôi. Hai cầu đây thì nó được hơn 2.000 thôi. Đấy. Thằng này á thì nội trở sẽ là 910. Đấy, nội trở sẽ là 910. Đấy, 910 các bác nhá. Mà đa số thì nó sẽ là 10 bởi vì Samsung đây là Sony đây là AM. Đấy, 910 em sẽ bao là 910 các bác nhá. Bởi vì đây này, cái thằng này nó sẽ là AM này các bác này. Đấy, nó sẽ có một mã nữa là mã 6A. Nhiều shop không biết cái này cứ giao tầm bậy cho khách là không lọc ra trước á là anh em về đóng là rất là tội anh em. Anh em đóng xong bảo hành chích sực sừ luôn á. Thằng 6A này với thằng 6AM kia mà đóng lại với nhau nha, sau này nó lệch áp lung tung beng, bảo hành sực sừ luôn á. Đây. Nó sẽ có mã 6A. 6A đây thì nội trở nó sẽ là 89. Đấy, nội trở nó sẽ là 89. Còn 6AM nó sẽ là 910. Nó khác nhau về nội trở, chỉ dung lượng nó có sẽ xê dịch một tí xíu đấy. Nó sẽ không giống đồng nhất với nhau đâu. Nên là các bác nào mà bán thì lưu ý giúp em nhé. Lọc ra cho khách đi chứ không cả là mất công là đến lúc mà anh em thợ lẻ đóng là bảo hành chết bà luôn á. Đó. Rồi. 910 các bác nhá, 910. Đấy, 6 này là 6AM nhá các bác nhá. Nó có hai mã nhá, 6AM và 6A. Đó. Thì thằng này hiện tại em đang bán lẻ cho các bác giá là 42.000 một xeo. Lẻ các bác mua 10 xeo, 20 xeo, 30 xeo, 40 xeo, 50 xeo thì là sẽ là 42.000 một xeo. 100 xeo nhá anh các bác nhá, nghe rõ này, 100 xeo để cho các bác giá là 3.800.000. 100 xeo là 3.800.000 các bác nhá, lưu ý giúp em. Đó, giá là quá là tốt rồi, bác nào có nhu cầu lấy alo nhá. Đấy, lẻ thì em sẽ bán cho các bác giá là 42.000 một xeo. Lẻ thì dĩ nhiên là các bác lẻ thì các bác được quyền gì này, các bác mua lẻ em sẽ gọt đầu và em sẽ cân áp cho các bác. Còn các bác mà mua số lượng 100 thì nó khá đều thôi. Trong hộp này là bên Trung Quốc nó đã cân rồi, nó khá là đều và em sẽ không gọt đầu cho các bác. Đấy. Các bác nào yêu cầu gọt đầu thì báo em thì thêm cho em một ít tiền, bởi vì gọt đầu nó rất là mất thời gian. Các bác thông cảm nhá. Bởi vì bữa nay là em sẽ không gọt đầu luôn. Gọt đầu luôn là để lâu nó sẽ xét cái đầu này. Nên là các bác thông cảm nhá. Gọt đầu luôn là để lâu nó xét cái đầu đấy các bác ạ. Rồi. Cái thằng 33G này nãy em quên chưa có giới thiệu cái này. Đây. Thì cái thằng này em sẽ có đầy đủ bộ đồ chơi để các bác đóng xe điện nhá, đầy đủ bộ đồ chơi. Thì em có mạch này, mạch này là mạch có thể tinh chỉnh 10S, 13S và 14S. Thằng này thì nó dòng của nó sẽ được 50A và dòng sạc 20A. Dòng sạc sẽ tối đa được 20A. Thằng này thì là do Việt Nam mình sản xuất này các bác này, do Việt Nam mình sản xuất các bác nhá. Nó sẽ dùng các con chip và con trở thì nó tương đương với thằng Dali. Đấy, dám so sánh với thằng Dali luôn. Một hộp này, một mạch này thì sẽ giá là 300.000. 300.000 hộp mạch, trong này nó sẽ có kẽm chống nước đầy đủ, ốc ếch đầy đủ các bác nhá, đầy đủ cho các bác luôn. Và thêm thằng này nữa là thằng này thì nó sẽ là 14S6B, thì các bác có thể đóng 14 hoặc là 13, các bác tinh chỉnh. 13 thì các bác đóng 78 xeo. Còn 14 thì là 46 24 84 xeo, 14 các bác đóng 84 xeo. Thì các bác có thể lấy thằng 33G này, em sẽ cân áp cho các bác nhé. Em sẽ cân áp cho các bác để các bác mua về các bác đóng luôn. Thì giá các bác nếu mà mua để đóng cái hộp này, em sẽ tính cho các bác giá là 20.000 một xeo. Em sẽ co đẹp và gọt đầu sạch sẽ cho các bác là 20.000 một xeo. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé, 33G này. Thì các bác yên tâm là sẽ co luôn cho các bác, và các bác về chỉ có việc đóng vào đây thôi, là các bác lượm tiền của khách thôi các bác nhé. Rồi, thằng này thì giá là 300.000 một bộ nha các bác nhé, 300.000 một bộ. Các bác mua lẻ mạch 185, vỏ là 150.000 nha các bác nhé. Đó. Rồi, sạc thì có nhiều loại. Thì đây là có cái sạc này, nó vừa tiền mà chính hãng này, ngon lành này các bác này. Thì đây là sạc da đê. Đấy, con da đê này, da đê xịn chuẩn nhá các bác nhá. Hiện tại con da đê này trên Shopee đang bán là 400.000 đấy. Hiện tại con da đê này 400.000 đấy. Em nhập được cái lô này em giá quá tốt luôn, nên là em sẽ bán cho các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Con da đê này hiện tại em bán cho các bác giá là 145.000. Em sẽ thay cho bác cái chân jack 3 chấu phổ thông vào đây. Hoặc là các bác có mua nhu cầu mua như thế này thì chỉ để như thế này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 sẽ là chỉ như thế này, và 145.000 sẽ là thay cái jack ở đây luôn, thay cái jack 3 chấu luôn cho các bác luôn.
Đấy, con da đen này sạc 2A nhé, sạc 2A, con này thì rất là xịn. Con này là sạc chính hãng và em có cả sạc 5A nữa. Sạc 5A thì là 250.000 một cái. Thì các bác thích lấy cái nào thì lấy, còn sạc 5A là sạc thông thường nhé, sạc Trung Quốc thôi. Còn con này là của Zade, hãng Zade thì cũng của Trung Quốc sản xuất thôi. Nhưng mà con này là sạc hãng đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy sạc thì alo luôn. Rồi, xe điện thì nhiều khi bác không thích đóng cái 186 kia thì các bác đóng cho em cái 217 này nhé. Đấy, EVE tháo cố nhé. EVE 50E. Đấy, thằng này tháo cố đẹp lắm, thằng này nó đẹp lắm. Thằng này nội trở của nó sẽ là 16-17. Đấy, nội trở 16-17 em sẽ bao cho bác dung lượng là 3.800. Nội trở 16-17 các bác nhé. Đấy, rất là ok. Thằng này thì các bác có thể đóng khoan bắt vít nhẹ nhẹ nhá, chứ còn các bác rút lõi công trình thì đừng có đóng thằng này. Thằng này đóng khoan bắt vít nhẹ nhẹ hoặc chạy quạt, chạy kiếp này chạy ok. Khoan bắt vít được hết nha các bác nhá, bởi vì dòng sản nó 15A. Các bác đóng 2B lên là đã chạy vô tư rồi. Thằng này á thì em bán cho các bác giá là 35.000 một xeo các bác nhá. EVE 50E này. 35.000 một xeo các bác nhá. 21700. Thằng này thì rất là đẹp. Thằng này rất là đẹp các bác nhá. 35.000 một xeo thôi. EVE này thì giá quá là tốt rồi. Dung lượng có 4.800 các bác nhá. Hiện tại là dung lượng gốc của nó là 5.000, nhưng mà em cứ bao cho bác 4.800 nhá. Bao ngon cho các bác luôn. Thằng EVE này thì ổn định này các bác này. Rồi. Đó là thằng EVE. Là đây thì cái thằng C6A này nhiều bác kêu là nếu mà đóng mạch này kia thì giá thành cái kia nó cao quá, thì đây có thể lấy được cho em cái bộ vỏ mạch này. Bộ vỏ mạch này là vỏ mạch 180A có nhá. Vỏ mạch 120A. Vỏ này là mạch 120A các bác nhá. Mạch 120A bao ngon, bao xịn sò cho các bác luôn. Con này cực kỳ ngon luôn các bác nhá. Này. Mới con cầu chì bảo vệ nó sẽ có tận 4 con luôn. Đấy. Chơi 4 con luôn các bác. Mạch này xịn lắm. Đó, mạch này thì hầu như là hình gần như là chỉ có em bán và 1-2-3 anh em bán nữa thôi. Không có nhiều đâu. Đấy, đây nó sẽ như thế này, vỏ mạch. Em sẽ bán cả bộ vỏ mạch như thế này. Đấy, bộ vỏ mạch như thế này giá là 130.000. Các bác mua lẻ mạch thì là 75.000 một cái các bác nhá. Lẻ mạch thì là 75.000 một cái. Các bác lưu ý cái vỏ mạch này nó chỉ nhét được vào đây của em thôi. Đấy, các bác lưu ý nhá. Các bác đặt trước mà mua cái bộ vỏ mạch xanh, các bác muốn thay cái mạch này sao cho nó xả cao á thì các bác thay cái mạch thôi. Còn các bác mà đã mua mạch khác rồi thì không lắp được cái này đâu, mạch này đâu nhá. 130.000 một bộ. Tem kẽm đầy đủ cho các bác luôn. Các bác về chỉ có xỏ pin vô đóng thôi. Chẳng hạn như đóng C6A hoặc là VX40 thì các bác cứ xỏ vô là đóng thôi nhá. Đó. Rồi. Thì nay là em có một số bộ vỏ mạch và một số pin như vậy. Thì bác nào có nhu cầu mua pin hay là loại gì thì cứ báo em nhé. Đấy, hàng về rất là nhiều. Pin tím thì ngày mai em về nữa nhé. Em đã nhận, bắt đầu nhận đơn pin tím nha các bác nhé. Bắt đầu nhận đơn pin tím tiếp. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo. Pin tím này, ngày mai là có pin tím. Có pin C5 kia lại về thêm mấy chục thùng nữa. Rồi 33G cũng về thêm mấy chục thùng nữa. Nói chung là ngày mai lúc về khoảng hơn 1 vạn pin. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Em chào các bác ạ.